Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7 ngày hôm nay. Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu cách làm bài văn lập luận chứng minh. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành luyện tập lập luận chứng minh. Để theo dõi bài học hôm nay, các em mở sách giáo khoa trang 51. Mục tiêu cần đạt của bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ củng cố lại những hiểu biết về cách làm bài văn lập luận chứng minh. Thứ hai, chúng ta sẽ vận dụng được những hiểu biết đó vào việc làm một bài văn chứng minh cho một nhận định, một ý kiến về một vấn đề mang tính chất xã hội gần gũi, quen thuộc. Các em khoan ghi bài. Lát nữa ở cuối slide, thầy sẽ chừa ra một slide để nhằm cho các bạn tiện cho việc ghi bài. Bây giờ chúng ta chỉ việc theo dõi mà thôi. Chúng ta cùng nhau khảo sát đề bài. Chứng minh, từ xưa đến nay, nhân dân ta luôn sống theo đạo lý, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Chúng ta quay trở về với các bước làm một bài văn lập luận chứng minh. Có tất cả là 4 bước. Bước thứ nhất là bước tìm hiểu đề. Bước thứ hai, tìm ý và lập dàn ý. Bước thứ ba, viết bài. Và bước cuối cùng, đọc lại và sửa chữa. Bây giờ chúng ta đi qua bước đầu tiên, tìm hiểu đề. Ở bài trước, thầy có hướng dẫn các bạn một cách tìm hiểu đề rất đơn giản nhưng hiệu quả. Đó là chúng ta sẽ gạch dưới những từ hoặc cụm từ có chứa yêu cầu nội dung của đề. Như vậy, ở đề bài này, chúng ta sẽ gạch dưới hai chỗ. Thứ nhất, chúng ta gạch dưới từ chứng minh. Thứ hai, chúng ta gạch dưới hơi dài chút xíu. Đó là cụm từ xưa đến nay, nhân dân ta luôn sống theo đạo lý, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Như vậy, hai gạch dưới này đã xác định được những yêu cầu nào, nội dung nào của đề bài nêu ra. Thứ nhất, chúng ta xác định được kiểu bài. Ở đây là kiểu bài nghị luận. Và phương pháp chúng ta nghị luận ở đây chính là phương pháp chứng minh. Và vấn đề cần nghị luận, thầy lưu ý với các bạn. Chúng ta không nghị luận về hai câu tục ngữ này, mà chúng ta nghị luận về điều mà hai câu tục ngữ này nói đến. Và các bạn thấy ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, nó đều cùng một cái ý nghĩa, cùng một nội dung. Đó là nó nói về cái lòng biết ơn của con người. Như vậy, điều cần chứng minh trong đề bài này của chúng ta, đó là chúng ta phải làm sao chứng minh rằng từ xưa đến giờ, nhân dân Việt Nam ta luôn sống theo đạo lý biết ơn, luôn sống có lòng biết ơn. Chúng ta đi qua bước 2, đó là tìm ý và lập dàn ý. Bước này rất quan trọng các bạn ha. Để làm được bước này, chúng ta nhớ lại bài học cũ, thầy có đưa cho các bạn cái dàn ý chung. Và để tiện theo dõi, thầy để một bên để chúng ta so sánh đối chiếu. Đầu tiên chúng ta sẽ làm tìm ý cho phần mở bài. Mở bài chúng ta phải đảm bảo được hai ý. Thứ nhất là giới thiệu vấn đề cần chứng minh. Thứ hai là mình trích dẫn đề nếu có. Ở đây chúng ta sẽ giới thiệu vấn đề gì? Lúc nãy chúng ta đã xác định vấn đề cần chứng minh trong đề bài này là từ xưa đến nay, nhân dân ta luôn sống theo đạo lý biết ơn. Như vậy trước hết chúng ta cần phải nói về lòng biết ơn. Biết ơn những người đã có công khó với mình là lối sống đẹp mà mỗi con người chúng ta. Tới đây, chúng ta trích dẫn đề được chưa? Chưa. Chúng ta chưa nói về cái cụm từ xưa đến nay. Như vậy chúng ta cần phải có một ý nữa. Đó là nhân dân ta từ xưa đến nay luôn sống theo đạo lý đó. Bây giờ đến bước 2, đó là chúng ta sẽ trích dẫn đề. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Chúng ta đi qua phần thân bài. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành giải thích nghĩa. Ở bài học trước, thầy có nói với các bạn rằng chúng ta có hai cách giải thích nghĩa. Một là giải thích nghĩa từ, sau đó giải thích nghĩa cả câu. Hai là chúng ta giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng. Cách giải nghĩa thứ hai chỉ ứng dụng cho những đề bài nào có hình ảnh ứng dụng, tức có hai tầng nghĩa. Đối với đề bài này, chúng ta chọn cách giải nghĩa thứ hai, bởi vì trong hai câu tục ngữ này đều có hình ảnh ẩn dụ. Chúng ta sẽ nói về nghĩa đen. Nghĩa đen là nghĩa được tạo dựng bằng cách ghép nghĩa của những từ ngữ ở trong câu tục ngữ. Nên chúng ta phải giải thích nghĩa riêng từng câu tục ngữ. Câu tục ngữ thứ nhất, khi ta ăn một quả ngọt, ta phải nhớ đến người trồng ra cây ấy.
Cũng như khi ta uống một ngụm nước mát, chúng ta phải nhớ đến người đào giếng khơi nguồn. Ở đây tôi nói đến người đào giếng bởi vì có tục ngữ ra đời cách đây từ xa xưa. Và người xưa người ta lấy nước uống bằng cách đào giếng hoặc là nước có sẵn từ nguồn nước bên ngoài, nước sông, nước suối chẳng hạn. Bây giờ chúng ta nói về nghĩa bóng. Xét về nghĩa bóng thì chúng ta có thể nói chung bởi vì cả hai tục ngữ này đều cùng nội dung. Chúng ta phải biết ơn những người đã tạo ra thành quả để ta hưởng thụ. Như vậy chúng ta xong bước thứ nhất, chúng ta qua bước thứ hai. Đó là bước nêu lý lẽ. Trước khi nêu được lý lẽ, chúng ta cần phải tìm được lý lẽ để nêu bằng cách đặt một câu hỏi. Tại sao phải sống biết ơn? Đơn giản. Câu trả lời rất đơn giản các bạn. Thứ nhất, các bạn thấy mọi thứ ở trên đời này không phải tự nhiên mà có. Đó là công sức, lao động của biết bao nhiêu con người. Nếu không có họ, những người lao động đó, chúng ta sẽ chẳng có gì để hưởng thụ cả. Phải không các bạn? Thứ hai, biết ơn nó vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Vì vậy cho nên, từ xưa đến nay dân tộc ta luôn luôn sống có lòng biết ơn như thế. Chúng ta đi qua phần thứ ba, đó là nêu dẫn chứng. Thầy cho một câu hỏi gợi ý. Những hành động nào cho thấy nhân dân ta từ xưa đến nay luôn giữ gìn lối sống biết ơn? Đầu tiên các bạn chú ý cho thầy cụm từ xưa đến nay. Như vậy, chúng ta khi nêu dẫn chứng cần phải tuân thủ theo trình tự thời gian. Xưa trước và nay sau. Dẫn chứng trong thời đại ngày xưa. Có bạn sẽ nói rằng ngày xưa ông bà ta sống thế nào, con không biết, bởi vì con không sống trong thời đại đó. Nói như vậy, hợp lý không các bạn? Hợp lý, nhưng chưa chính xác. Ta biết chứ, bởi vì ta học ca dao tục ngữ rồi, ở chương trình lớp 7. Chúng ta biết rằng ca dao tục ngữ là thế giới tâm hồn, là kinh nghiệm sống của nhân dân về mọi mặt. Được tích lũy lại, truyền từ đời này qua đời khác và truyền cho đến thời đại chúng ta ngày nay. Như vậy, chúng ta thấy, chúng ta xét trong tục ngữ, trong ca dao, chúng ta thấy có rất nhiều bài ca dao, có rất nhiều câu tục ngữ. Ông bà mình khuyên con cháu đời sau phải nêu cao lối sống biết ơn những người đi trước. Thử hỏi, nếu ông bà ta không sống biết ơn, họ có lối sống vô ơn, thì làm sao họ có thể khuyên con cháu mình như vậy được? Chỉ những người sống biết ơn thì mới khuyên nhủ con cháu mình noi theo tấm gương đó. Như vậy, chúng ta tìm thử trong ca dao tục ngữ có nhiều câu nói về lòng biết ơn. Ở đây, thầy đơn cử vài câu. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Câu ca dao này, bài ca dao này nói về công lao khó nhọc để tạo ra hạt gạo của người nông dân mà chúng ta hưởng thụ như ngày hôm nay. Bài ca dao rất quen thuộc. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Ngoài ra còn nhiều bài ca dao câu tục ngữ khác nữa, lát nữa đến phần làm bài chúng ta sẽ nêu. Đó là xưa. Bây giờ nay, ngày nay thì chúng ta có thể thấy được qua đời sống thực tế của dân tộc Việt Nam ta. Thứ nhất, chúng ta thấy trong gia đình, mỗi gia đình con người Việt Nam, đại đa số những gia đình trong của con người Việt Nam ta đều có bàn thờ gia tiên, rồi có những ngày giỗ chạp để tưởng nhớ về công ơn gây dựng gia đình của ông bà mình. Đó cũng là một biểu hiện của lòng biết ơn. Còn ngoài xã hội thì sao? Ngoài xã hội có rất nhiều những biểu hiện để cho ta thấy dân tộc Việt Nam mình sống rất biết ơn. Ví dụ như đặt ra các ngày lễ để tưởng nhớ công lao của những người đi trước. Chẳng hạn như ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày Thầy thuốc Việt Nam
27 tháng 2, vân vân. Lưu ý ở đây là những ngày lễ tưởng niệm, những ngày lễ để tưởng nhớ công lao của những người đi trước. Các bạn đừng đưa những ngày ăn mừng vào, ví dụ như ngày quốc tế thiếu nhi, hay là ngày quốc khánh, hay là ngày 30 tháng 4 chẳng hạn. Những ngày lễ đó là để ăn mừng, để đánh dấu một giai đoạn chứ không phải để tưởng nhớ. Các bạn lưu ý giùm thầy. Thứ hai, biểu hiện thứ hai đó là lấy tên các vị anh hùng dân tộc để đặt tên trường, tên đường. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An cũng là một biểu hiện như vậy. Biểu hiện thứ ba, nhà nước ta có rất nhiều chính sách để chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công cách mạng. Ví dụ như xây nhà tình thương, trợ cấp, xây nhà tình nghĩa, hay là có chính sách để khuyến khích việc học tập của con em, những gia đình có công cách mạng. Biểu hiện thứ tư, đó là xây dựng rất nhiều những tượng đài, những đền liệt sĩ để ghi nhớ công ơn của các vị anh hùng đã đổ máu xương, đổi lấy nền hòa bình, độc lập cho dân tộc ta. Hằng chúng ta bên cạnh công viên Lãnh Minh Thăng cũng có một tượng đài để tưởng nhớ công ơn của các vị anh hùng dân tộc, chúng ta có thể tìm hiểu. Ngoài ra chúng ta đi đâu cũng thấy biểu tượng, đi đâu cũng thấy ở những nơi hành chính, cơ quan hành chính hay có cái tượng đài hay có cái đền đài ghi là Tổ quốc ghi công, là ý nói điều này. Thứ tiếp theo đó là tổ chức rất là nhiều những cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để đưa các anh về với quê hương đất mẹ của mình. Đây là những hành động vô cùng ý nghĩa. Bây giờ chúng ta đi qua phần kết bài. Có bạn hỏi thầy ơi, chúng ta mới nêu dẫn chứng, chúng ta chưa có phần phê phán, làm sao phê phán được? Phê phán không áp dụng trong trường hợp này. Đối với đề bài này chúng ta không phê phán, bởi vì chứng minh từ xưa đến nay nhân dân ta luôn, chúng ta lưu ý từ luôn. Từ luôn có nghĩa là không có trường hợp nào đi ngược lại. Bây giờ chúng ta tự nhiên chúng ta phê phán rằng có một số con người họ không biết ơn. Như vậy là chúng ta tự mâu thuẫn với những lý lẽ của mình. Đó là điều không được, nên chúng ta bỏ qua bước phê phán đối với đề bài này. Chúng ta lưu ý đề đó. Bây giờ chúng ta qua kết bài. Kết bài có hai ý, khẳng định là ý nghĩa vấn đề. Các bạn ha, nhớ là không phải khẳng định là câu tục ngữ nó đúng hay sai. Lưu ý giùm thầy. Ở đây chúng ta khẳng định là biết ơn không chỉ là lối sống, mà nó còn trở thành một truyền thống đáng quý mà bao đời nay dân dân ta cố gắng gìn giữ và phát huy. Bước tiếp theo đó là liên hệ bản thân là học sinh. Ta cần phải làm gì, các em cần phải làm gì, biết ơn ai và cố gắng làm điều gì. Phần này các em tự nêu. Bây giờ chúng ta đi qua bước thứ 3, đó là bước viết bài. Bước viết bài ở đây thì thầy để cho quyền tự do, các bạn tự do sáng tác, tự do sáng tạo để thể hiện dấu ấn cá nhân của mình. Nhưng mà khi viết bài các bạn lưu ý giùm thầy, đó là chúng ta lưu ý tính liên kết giữa các phần trong văn bản. Từ mở bài qua thân bài chúng ta phải có phương tiện liên kết. Từ thân bài qua kết bài chúng ta phải có phương tiện liên kết. Rồi những đoạn trong thân bài chúng ta cũng phải có phương tiện liên kết để đảm bảo tính liên kết và mạch lạc trong văn bản nghị luận. Các bạn cần lưu ý. Phần ở bài trước thầy đã hướng dẫn các bạn cách viết bài rồi. Ở bài phần này chúng ta sẽ không nói nhiều về vấn đề này nữa. Thầy chỉ lưu ý các bạn trong khâu trình bày đầu tiên. Thầy lưu ý thứ nhất, khi chúng ta tiến hành giải thích nghĩa của câu tục ngữ, chúng ta không ghi chữ nghĩa đen, nghĩa bóng là. Nghĩa đen là, hai chấm nghĩa bóng là trong bài tập làm văn của mình. Không được. Mà chúng ta phải diễn đạt nó. Ví dụ, thầy nói như vậy. Người xưa mượn hình ảnh, khi ăn một quả ngon, ta phải nhớ đến người trồng ra cây ấy. Khi uống một ngụm nước mát, ta phải nhớ đến công ơn của người đào giếng khơi nguồn, để khuyên nhủ ta làm người sống phải biết ơn những người đã có công đối với mình. Đó, chúng ta làm như vậy. Chúng ta không, đừng có nói là nghĩa đen của câu tục ngữ là, nghĩa bóng của câu tục ngữ là không đúng nha các bạn ha. Phải nói như vậy. Rồi thầy lại lưu ý với cách trình bày dẫn chứng của các bạn.
Lưu ý 2 đó là cách trình bày những câu tục ngữ hoặc ca dao có liên quan đến lối sống biết ơn. Chúng ta không liệt kê nha, mà chúng ta diễn đạt ra. Ví dụ như chúng ta nói là từ xưa ông bà ta đã dùng ca dao tục ngữ để khuyên dạy con cháu phải gìn giữ và phát huy truyền thống biết ơn của dân tộc ta. Chẳng hạn như khi ăn, chúng ta dùng cấu trúc khi phải. Khi ăn một hạt cơm ngon, chúng ta phải nhớ đến công lao khó nhọc của những người nông dân, chân lắm tay bùn, ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Rồi cũng lại cấu trúc khi phải nữa. Khi trưởng thành, khi đứng trên bục vinh quang, chúng ta phải nhớ đến công lao của những người đã hy sinh để chúng ta có được ngày hôm nay. Ông bà ta khuyên, cơm cha áo mẹ chữ thầy, nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Các bạn thấy không? Đó, trình bày như vậy. Lưu ý thứ ba là cách trình bày dẫn chứng. Đặc biệt là ở chỗ là những ngày lễ, các bạn phải nêu rõ ra ngày lễ đó là ngày lễ tên gì và nhằm ngày nào, và người ta lập ra ngày lễ đó nhằm mục đích gì. Chứ các bạn lưu ý giùm thầy, các bạn không bao giờ, bài viết này, đề bài này các bạn không bao giờ được nói theo kiểu này. Chúng ta phải biết ơn A, anh A bởi vì, chúng ta phải biết ơn cô B bởi vì, chúng ta phải biết ơn cô C bởi vì. Ở đây là chúng ta chứng minh từ xưa đến nay dân dân ta luôn sống theo đạo lý ăn quả nhớ kẻ, trồng cây uống nước nhớ nguồn, chứ không phải đi khuyên nhủ con người ta sống phải biết ơn. Lưu ý hai cái đề bài khác nhau. Rồi, sau khi viết bài xong chúng ta sẽ kiểm tra lại và sửa chữa. Bước này khi chúng ta làm bài viết, chúng ta phải ứng dụng một cách triệt để. Bây giờ hãy cho một cái bạn một cái slide tổng hợp. Các bạn sẽ ghi bài vào tập theo cái slide này. Khi chúng ta trình chiếu chúng ta có thể ngừng lại, chúng ta ghi. Bây giờ thầy tiếp tục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thầy có một bài tập nhỏ dành cho các bạn sau bài học này. Các bạn sẽ viết một đoạn văn bất kỳ, có thể là mở bài, kết bài hoặc một đoạn trong thân bài tương ứng với đề bài sau. Chứng minh từ xưa đến nay nhân dân ta luôn sống theo đạo lý ăn quả nhớ kẻ, trồng cây uống nước nhớ nguồn. Các bạn làm bài xong gửi về địa chỉ email ở bên dưới cho các thầy cô bộ môn giảng dạy trực tiếp trên lớp của mình. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn học tập thật tốt. Một lưu ý nhỏ, nhắc nhở nhỏ của nhà trường nữa là những bài tập, những phần bài tập mà nhà trường giao trên web của nhà trường, các bạn nhớ làm, in ra, viết ra, sau đó đóng thành tập, thành sách. Sau này khi vào học, các bạn sẽ nộp lại để lấy điểm. Cảm ơn các bạn.